Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, cô xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Đến cái clip hôm nay thì là cũng là cái lô thanh lý 11 cây. Lô này thì củ già nha cô chú anh chị mình. Củ sứ nó già thôi chứ củ thì nó không có bị sao hết. Về cô chú anh chị mình tỉa rễ, xả tàn. Rồi một tuần lễ sau là mình trồng lại để chơi hoa Tết nha cô chú anh chị mình. Toàn là những cái giống mà hồi đó con mua làm giống đó. Rồi để lâu quá thì bây giờ con lấy ra con xả bán rẻ cho cô chú anh chị mình về siêu tầm nha. Cây này ghép hai loại bông hồng ngọc ghép chung với lại hoa màu vàng nè cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn nha. Hoa màu vàng rất đẹp luôn, giống nhiều quá con không nhớ tên cái giống vàng vàng gì nữa mà vàng rất là tươi nha. Rồi cây này là kiều diễm nha cô chú anh chị mình. Đó, kiều diễm củ khá là già luôn. Nè cô chú anh chị mình bóc ha. Kiều diễm ha. Cây này thì nó có cái lũa nha cô chú anh chị mình. Đó, có cái lũa nha. Rất là khô. Cây này là con không có biết tên nha, tại nó rụng lá hết rồi. Rất là già luôn. Cây này cũng già nữa cô chú anh chị mình ơi. Bông thì con nghĩ rất là đẹp luôn. Cây này là hồng ngọc nha. Cây này hồng ngọc củ già. Cây này hoa màu vàng, vàng Betelady. Về mình xả tàn hết thì nó sẽ ra loại tàn mới rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Hàng này chưa xả tàn lần nào nha. Cây này cái bông nè. Hoa ba lớp toàn bộ hết nha cô chú anh chị mình. Hoa ba lớp màu đỏ nha. Củ rất là đẹp luôn. Cái hàng này lúc trước bán một củ 80-90 ngàn. Đó. Rồi cái này là hương hạ nha cô chú anh chị mình. Này có tên là hương hạ, màu vàng có cái viền nha. Hương hạ bông rất là đẹp luôn. Cây này nguyên hoàn toàn luôn. Bỉnh lộc 5 vàng Betelady, cây này ghép hai màu. Cây này cũ nè cô chú anh chị mình. Đó. Rất là già. Cây này một cốt ghép. Ghép ruby nha cô chú anh chị mình. Đó. Ruby rất là đẹp luôn. Này một cốt cũ nè. Rất là đẹp luôn. Thanh lý cái lô này 11 cây giá 300 ngàn nha cô chú anh chị mình. Phí ship bên người mua trả giùm con. Cây này màu tím than ba lớp nha. Tím đậm luôn á, tím than. 2 4 6 8 10 11 cây. 11 cây này con thanh lý giá 300 ngàn, phí ship bên người mua trả giùm con nha. Đó, cái lô này cô chú anh chị nào mua đi rất là đẹp mà rẻ nữa. Hàng này già rồi, cũ không có sợ thúi ha. Rồi, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.